Tại tỉnh Hải Dương, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 công suất 239 giường ở Đại học Sao Đỏ, cơ sở 2 đã hoàn thành, sớm hơn so với dự kiến 2 ngày. Bệnh viện nằm cách xa khu dân cư, sử dụng dãy nhà 3 tầng, tổng diện tích mặt sàn khoảng 500m² của Đại học Sao Đỏ cơ sở 2. Các giường bệnh cách nhau bằng vách ngăn, hạn chế lây nhiễm. Có nhiều loại phòng bệnh 16 hoặc 24 giường. Toàn bộ cơ sở vật chất lắp đặt được vận chuyển từ bệnh viện dã chiến Tiên Sơn Đà Nẵng ra. Sở Xây dựng Hải Dương cho biết, phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng bàn giao cho ngành y tế vào đầu tuần sau. Việc lắp đặt hệ thống máy móc điều trị sẽ do ngành y tế quyết định. 100 người đến từ nhiều đơn vị đã làm việc ngày đêm, sau 7 ngày đã hoàn thiện, vượt tiến độ 2 ngày. Bệnh viện dã chiến số 3 hoàn thành sẽ nâng công suất điều trị bệnh nhân COVID-19 của ngành y tế Hải Dương lên khoảng 900 giường, mở rộng tối đa 1.200 giường. Theo kế hoạch, việc xét nghiệm trên diện rộng của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành trước ngày 8 tháng 2, tức là 27 tháng Chạp năm Canh Tý. Từ đó nhanh chóng sàng lọc, xác định các địa bàn an toàn để người dân yên tâm vui xuân đón Tết. Với mục tiêu chủ động phát hiện sớm các ca nhiễm, kịp thời khoanh vùng xử lý ổ dịch, nhanh chóng ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Từ chiều 4 tháng 2, thành phố Hạ Long đã triển khai xét nghiệm COVID-19 diện rộng trong cộng đồng dân cư. Tính đến hết ngày 5 tháng 2 đã lấy được hơn 8.000 mẫu. Các mẫu xét nghiệm được tập trung lấy ở 4 phường có nguy cơ cao là Hà Khẩu, Giếng Đáy, Bãi Cháy, Hùng Thắng. Đây đều là những phường có liên quan đến chùm 5 ca mắc COVID-19 ở phường Hà Khẩu. Tại những phường này, mỗi gia đình sẽ lấy mẫu một người và được chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để tiến hành xét nghiệm theo quy trình. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhu cầu người dân đi lại dịp Tết giảm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo hủy hàng loạt chuyến tàu Tết. Cụ thể, tạm ngừng chạy các chuyến tàu giữa Hà Nội Vinh gồm tàu SE35 xuất phát tại Hà Nội vào ngày 7-8 tháng 2, tàu SE36 NA2 xuất phát tại Vinh ngày 7-8 tháng 2. Tuyến Hà Nội Lào Cai hủy chuyến tàu SP3 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 8 tháng 2, tàu SP4 xuất phát từ ga Lào Cai ngày 7 tháng 2. Tuyến phía Nam điều chỉnh hành trình tàu SE29 xuất phát ga Hà Nội vào ngày 8 tháng 2, kết thúc hành trình tại ga Vinh thay vì ga Sài Gòn như kế hoạch. Cùng với đó, đường sắt cũng tạm ngừng chạy các tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn trong các ngày 10, 19, 20 tháng 2, tàu SE16 xuất phát từ ga Sài Gòn trong các ngày 19, 20 tháng 2, tàu SE10 xuất phát từ ga Sài Gòn trong các ngày 27, 28 tháng 2, tàu SE29 xuất phát ga Hà Nội các ngày 21, 22 tháng 2 và tàu SE15 xuất phát ga Vinh các ngày 20, 21 tháng 2. Ngành đường sắt cho biết đối với hành khách có vé tàu bị tạm ngừng sẽ được chuyển vé sang các đoàn tàu khác. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan đơn vị trong ngành nâng mức cảnh báo, cảnh giác phòng chống dịch lên mức cao nhất, đặc biệt là tại các sân bay, các cơ sở điều hành bay và trên các phương tiện giao thông công cộng, đảm bảo không để xảy ra bất cứ một sự cố nào liên quan đến dịch COVID-19 trong thời điểm này. Tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, tất cả các cán bộ công nhân viên ứng phó khẩn nguy y tế túc trực 24/24 giờ. Bất kỳ trường hợp nào được phát hiện sốt, nhiễm sẽ được triển khai ngay các bước cách ly từ đầu nguồn. Hành khách khi mà đến và đi tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đều được kiểm tra chặt chẽ, phối hợp khi có triệu chứng phía CDC Hà Nội và đội y tế khi nhận được thông tin đều cùng phối hợp với nhau để giải quyết và đưa những trường hợp nghi nhiễm về khám và kiểm tra ở tuyến trên. Chúng tôi đã bố trí tất cả các điểm để cho người cũng như cán bộ công nhân viên ở trên đó. Thứ nhất là tuân thủ chặt chẽ cái quy định về 5K của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch. Thứ hai nữa là thường xuyên và đồng thời là định kỳ từng thời gian thì đều phát các khuyến cáo cán bộ công nhân viên của cảng thì tuân thủ tuyệt đối các cái biện pháp phòng chống dịch. Hành khách đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ phải thực hiện 5K trong phòng dịch. Ngoài ra, họ được hỗ trợ check-in bằng máy tránh tiếp xúc đông người. Khi ra tàu bay, họ đều được đo thân nhiệt. Bản thân phi công và đoàn tiếp viên cũng phải thực hiện nghiêm ngặt phòng dịch và luôn ý thức nhắc nhở, hướng dẫn các hành khách về yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Cảng vụ rồi các doanh nghiệp, từ doanh nghiệp cả các hãng hàng không cho đến các đơn vị phục vụ thì đều trên cái tinh thần là triển khai tích cực những cái biện pháp để phòng ngừa đối với cả cái dịch bệnh lần này. Các hãng hàng không cũng phải thực hiện phun khử vệ sinh, sát khuẩn tàu bay sau các chuyến bay, điều chỉnh lại trang bị trên máy bay, giảm sự tiếp xúc của hành khách với nhân viên hàng không để giảm khả năng lây nhiễm chéo, giãn cách ghế ngồi cho hành khách.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho biết đang chuẩn bị sẵn một quy trình đánh giá nhanh đối với các mũi vaccine bổ sung chống lại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Theo FDA, nếu xảy ra trường hợp cần tiêm thêm một mũi vaccine hoặc phải điều chỉnh vaccine, thì cơ quan này sẽ xem xét cấp phép mà không yêu cầu phải tiến hành thử nghiệm trên diện rộng. FDA sẽ lấy ý kiến công chúng về đề xuất mới này trong vài tuần tới. Các hãng dược như là Pfizer, BioNTech hay là Moderna đều cho biết đã chuẩn bị cho khả năng cần các mũi tiêm bổ sung để đối phó với những biến thể mới. Tuy nhiên, FDA cũng cho biết đến nay các loại vaccine hiện hành vẫn cho thấy hiệu quả bảo vệ người tiêm khỏi các biến thể của virus SARS-CoV-2. Châu Âu vẫn đang là tâm dịch của thế giới với hơn 33,9 triệu người mắc COVID-19, trong đó có gần 758.000 ca tử vong. Trong khi đó, theo cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, việc sản xuất vaccine sẽ tiếp tục bị chậm trễ thời gian tới. Theo Chủ tịch EC, châu Âu đáng lẽ phải hành động nhanh hơn để tăng năng lực sản xuất. Ngoài những khó khăn trong khâu sản xuất và cung ứng, EU cũng đang phải chuẩn bị cho khả năng thiếu hụt nguyên liệu thô hoặc một số thành phần để sản xuất các loại vaccine. EU đã đặt mục tiêu 70% dân số trưởng thành được tiêm chủng trước khi kết thúc mùa hè. Đây là thách thức không nhỏ đối với EU. Hiện Mỹ, Anh và Israel đã vượt trước EU trong chiến dịch tiêm chủng. Theo dự báo, phân bổ tạm thời của cơ chế phân bổ vaccine toàn cầu COVAX, các nước sẽ nhận được số lượng vaccine COVID-19 theo quy mô dân số. Vì thế, Ấn Độ, quốc gia có dân số đứng thứ 2 thế giới, sẽ nhận được lượng vaccine COVID-19 nhiều nhất thế giới ở mức 97,2 triệu liều. Xếp thứ 2 trong danh sách này là nước láng giềng của Ấn Độ, Pakistan, với 17,2 triệu liều. Sáng kiến COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các đối tác lập ra nhằm mục đích tạo sự tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với vaccine COVID-19, đặc biệt là cho các nước đang phát triển. Hiện tại, cơ chế này đang lên kế hoạch phân phối 337,2 triệu liều vaccine đầu tiên từ cuối tháng 2. Đây cũng sẽ là đợt giao hàng đầu tiên trong tổng số 2 tỷ liều được đặt hàng theo cơ chế quốc tế này. Anh sẽ áp dụng quy định cách ly mới đối với công dân nước này hoặc những người cư trú lâu dài trở về từ hơn 30 nước thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Quy định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2. Những đối tượng trên sẽ bắt buộc phải cách ly tại các cơ sở được chính phủ cấp phép ngay khi nhập cảnh. Họ sẽ phải chi trả chi phí 1.500 bảng Anh, tương đương khoảng 47,4 triệu. Các đối tượng khác đến từ các nước có nguy cơ cao bị cấm nhập cảnh theo quy định phong tỏa do đại dịch COVID-19. Danh sách cấm đi lại có 33 quốc gia, trong đó có tất cả các nước ở khu vực Nam Mỹ và Nam Phi. Hiện giới chức y tế Anh đã có các cuộc gặp với các bên liên quan trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, khách sạn để chuẩn bị cho việc thực hiện quy định này. Nhà chức trách Thái Lan sẽ áp dụng chiến lược dập dịch mới với tên gọi bịt chặt và bong bóng để hạn chế sự lây lan của COVID-19 trong lao động nhập cư. Xét nghiệm tại các nhà máy ở tỉnh Samutsakorn trong nhiều tuần qua cho kết quả gần 8.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Phương pháp bịt chặt sẽ áp dụng cho các nhà máy có chỗ ở cho công nhân. Người lao động không được phép rời khỏi cơ sở làm việc. Trong khi đó, biện pháp bong bóng sẽ áp dụng cho các nhà máy không có chỗ ở tại chỗ. Công nhân phải ở ký túc xá ngoài khuôn viên. Công nhân sẽ chỉ được di chuyển từ nhà máy đến ký túc xá và ngược lại. Mục tiêu của các biện pháp mới là kiểm soát chặt việc đi lại và di chuyển của người lao động trong ổ dịch. Thái Lan đang đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng, trong đó tỉnh Samutsakorn là một trong những ổ dịch lớn nhất.